Máy sao máy sao? Hàng Tùng Aru tập cái này coi. Hiện trường em đặt coi. Hiện tại thì bây giờ đoàn phim của chúng tôi đang rất là căng thẳng, phải nhờ tới những viên thuốc để hạ quả hay còn gọi là giảm khùng xuống, để dành cho tất cả nhân viên, không chỉ dành cho nhân viên mà còn đạo diễn nữa. Thay vì nhân viên uống có một viên thôi, còn đạo diễn là phải uống tới 3 viên, còn DOB là tới 5 viên. Thú thiệt là tôi làm cái đoàn phim này là... Nói gì kệ tôi nha. Quay là bao gì đó diễn viên chính. Khi vậy, chưa uống thuốc đặt đây. Nói gì chưa uống thuốc thì chưa uống thuốc. Cho uống thuốc đi, cho tôi nói vô uống thuốc. Cái này là đi hơi sâu lúc được nhờ vòng đó. Cái này người ta nói rõ ràng là chưa uống thuốc nè. Uống thuốc rồi không ăn gì. Cũng ráng đánh tròn được.